Tinh Thần bô lê vào. Một pha bắt bô lê rất tuyệt vời của Tinh Thần Saka. Chào anh em, nay Lê Minh có trận thi đấu giao hữu với lại Hoàng FC. Thì mình sẽ quay lại trận đấu này, up cho anh em xem. Thực ra là hôm nay mình không đá, tại mình đâu có đi đá giải cho Lê Minh đâu. Thì điểm qua xem là Lê Minh hôm nay có những ai nha. Khá là đông. Rồi, nhân vật quen thuộc Jim Messi. Hello. Này có đá không ạ? Chắc sẽ vô sân với anh em. Mục đích là đứng cốt nhưng mà sẽ vô sân tí xíu ha. Mục đích vẫn là thi đấu. Chỉ có do cái giải này là cốt không thể đi được nên mình thay vị trí đó thôi. Ok. Dạ, yeah, chờ xem mình sẽ thể hiện nha. Rồi, kế anh ta. Đổ Kim Thái. Em cũng đổ xuống các bạn. Rồi, ai đây? Lý Trung Hiếu. Dạ. Yeah. Ai nữa? Kiên Hà Gia. Mới khởi động hơi chóng mặt rồi. Rồi, Huỳnh Lý Lai. Ok. Rồi, thủ môn trẻ Bé Chí à. Ok. Ôi, ai mà dẻo vậy ta? Chán hói. Đâu có hói đâu rồi, ai gọi chán hói không biết, ai đặt tên kỳ vậy. Chắc sắp già hói. Rồi, nhân vật rất là quen thuộc. Thanh Mèo. Nhà đẹp trai chưa? Đẹp trai chưa? Đó, dạ mày. Rồi, phía củi. Hãy thể hiện đúng chất củi của anh đi nhé. Ai nữa? Sơn Hùng Minh. À. Trời ơi, lâu quá mới thấy anh. Đình Thành. Lâu quá thấy hoài chứ. Ngày nào cũng gặp nhưng mà lâu lâu mới up clip mà. Đình Thành Sải Ca. Ai đây? Tài Ca Ca. Lộn, Tài Ca. Lần đầu tiên được lên video. Dạ, sẽ có một clip riêng cho Tài Ca nhé. Hy vọng là sẽ sống. Khoan nhỏ. Rồi, Hoàng Quân. Chân trái siêu dị. Rồi, trẻ Ngọc Lành. 13. Ok. Rồi, giờ mọi người khởi động và chuẩn bị trận đấu nha. Một bài khởi động khá cơ bản và quen thuộc của Futsal. Và đội bên đây, của FC, sẽ đá giao hữu với đội của Lê Minh ngày hôm nay. Là một buổi tập dượt để trước khi chiến giải dưới Cần Thơ. Rồi, tổ 1 của chúng ta thì có Đỗ Kim Thái. Đây, Kiên Haza. Đây, Phi Củi và Lý Trung Hiếu. Trời mưa rồi anh em ơi, mà may quá ở đây có mái che nên không bị ảnh hưởng. Đâu, wow, nhanh quá, mới vừa nhiệt tình quá. Lấy được quanh rồi, Lý Trung Hiếu, Phi Củi, cú sút của Kiên Haza ngay xa ngang, ngay góc chia. Thôi, không được. Đè đè rất tốt. Làm gì nữa đây? Bước bên. Không vào. Đã ngang. Không vào. Không vào. Cú sút sau là trúng ngay cột dọc. Đẩy được quanh rồi. Đối diện gôn. Làm gì đây? Không kết thúc được. Ồ, quá người rồi. Một cú sút ngay thủ môn, chán hối. Đổi tổ. Tổ 2 này có Quỳnh Mỹ Lai, Khánh Bèo, Tài Ca và Đinh Thành. Đinh Thành, bô lê vào. Một pha bắt bô lê rất tuyệt vời của Đinh Thành Sải Ca. Quá hay. Và kết thúc quá lạnh lùng của Đinh Thành. 1-0. Wow, một đường căng ngang. Minh Lai.
qua được rồi. Bánh mì kẹp thịt vẫn còn. Qua. Một pha phạm sai lầm của thủ môn đội bạn và một bàn thắng cho Quỳnh Mỹ Lai. 2-0. Tạch ca, Đinh Thành, pha vẫy má ngoài, Khánh Bèo, một cú sút của Tạch ca, bóng lại đi trúng thủ môn. Quỳnh Mỹ Lai bật tường với Tạch ca, Đinh Thành, dứt banh chân, wow, một pha căng ngang rất hay của Đinh Thành, tới chân của Khánh Bèo rồi, làm gì đây, không vào. Mỹ Lai, Đinh Thành, Khánh Bèo, làm gì đây? Đinh Thành qua người rất nhanh, rất gọn. Dứt điểm chăng? Một cú sút, ngay cột dọc. Cú sút ngay cột dọc của Đinh Thành. Đinh Thành. Khánh Bèo thì đè rất tốt. Tại ca làm gì đây? Chân trái, không vào. Và dứt điểm chân trái của Tại ca. Chuyển hướng liên tục, một pha giật gót của Đinh Thành. Đinh Thành vẫn là Đinh Thành, một cú dứt điểm, một cú chích mũi rất mạnh, phản xạ rất tốt của thủ môn đã cản trở bàn thắng của Đinh Thành. Tài ca, Khánh Bèo thì đè rất tốt, pha chuyển hướng rất hay của Tài ca. Lại một pha giật gót, mất banh rồi, nguy hiểm quá, không vào. Pha dồn ép của đội bạn vẫn không vào. Có bàn thắng không? Pha dứt điểm, pha cản trở rất tốt của Đinh Thành. Quá hay, quá lăng xả. Pha nhét lên của Khánh Bèo nhưng không được. Mệt quá ngồi luôn rồi. Hai người cởi tổ. Tổ 3 Lê Minh, Ngọc Lành, Hoàng Quân, 13 và Sơn Hung Minh, Trường Sơn. Trường Sơn gặp lanh, một pha chuyền rất nguy hiểm. Và một pha chuyền lỗi của Ngọc Lành và một bàn gỡ của đội bạn. Tổ 3 này có vẻ không ổn tí nào. Cố lên. Đây được banh rồi. Hoàng Quân, Ngọc Lanh, một cú sút. Vẫn là Hoàng Quân. Phản công. Thua liên tiếp hai bàn. Tổ 1 của Lê Minh đã vào lại rồi. Cắt banh rất tốt phía cuối, một cái sút ngay trúng thủ môn. Pha tranh chấp rất mạnh của Lý Trung Hiếu. Chuyên Hai Gia pha dứt điểm ngay thủ môn. Chính Thái quà hẹn rất hay, pha dứt điểm. Chẳng hỏi chọc khe phía cuối, phạm lỗi ngay trước vạch vôi khung thành của pha phạm lỗi ngay vạch 6m. Đổi tổ. Đinh Thành, Huỳnh Mỹ Lai, Tài ca, Khánh Bèo. Đinh Thành pha dứt điểm ngay trúng chân Tài ca. Rất tiếc không phải là bàn thắng cho Lê Minh. Pha giật gót rất hay. Hết hiệp 1, hiệp 2 chuẩn bị bắt đầu. Tỷ số hiện là 2-2. À,
tổ ba vào thi đấu. Có Hoàng Quân, Trường Sơn, Ngọc Lành và Phát Nhỏ. Các đội banh rồi. Pha dứt điểm ngay của Hoàng Quân không thành công. Chạy đè rất tốt của Trường Sơn, Ngọc Lành. Trường Sơn sẽ chở rất tốt Hoàng Quân. Trường Sơn cú sút. Wow, cú sút rất mạnh của Trường Sơn. Ngọc Lành. Wow, cú sút rất tốt của Ngọc Lành. Rất tiếc là đi ra ngoài. Các bên tới chân của, wow, cú sút nhảy sang ngang. Cú sút của Hoàng Quân. Rất tiếc bóng lại trúng ngay sang ngang. Ngọc Lành đi đây à? Không được. Pha không hiểu ý giữa thủ môn và hậu vệ Hoàng Quân. Một bàn thắng nữa cho Hoàng FC. 3-2. Tổ 1 đã vào lại rồi. Kim Thái phía cuối không thành công. Vẫn còn. Tiếp tục là phía cuối. Và chích mũi ngay. Ổng lại bay hơi cao so với sàn ngang khung thành. Kususa, King Haza, ngay thủ môn. Tiếp tục một pha dứt banh căng ngang không thành công. Tấn công không có phạm lỗi. À, pha phòng ngự rất lăng xả của hậu vệ đội bạn. Tiếp tục một pha được trượt chân. Phía cuối King Haza đến được banh rồi. Wow, pha đánh gót rất khó hiểu King Haza. Không vào. Pha xỏ hán. Tổ 2 vào lại rồi. Đinh Thành, Huỳnh Minh Lai, Tài Ca và Thanh Bèo. Đinh Thành, Thanh Bèo tỷ đè rất tốt. Tài Ca, Đinh Thành, Huỳnh Minh Lai dứt banh. Đinh Thành lấy được banh rồi, đối diện thủ môn. Wow, một pha slide sút vô lê của Đinh Thành. 3-0. Pha dứt điểm quá hay của Đinh Thành. Hiện sự càng lướt và tốc độ rất tốt. Tài Ca lấy được bóng rồi, pha dứt điểm ngay. Chúng chơi hậu vệ. Lại là pha dứt banh. Lấy được banh rồi, Đinh Thành chích mũi ngay. Chúng ngay vị trí của thủ môn. Các banh. Thanh Bèo pha dứt điểm. Lại hơi cao mà cũng hơi nhẹ. Đinh Thành đi lại. Pha chặt không thành công. Đinh Thành đi lại. Pha dứt bóng không chính xác của Quỳnh Mi Lai. Tài Ca, một pha bỏ bóng rất điều nghệ của Tài Ca. Đinh Thành bước một rất tốt. Wow, mất banh rồi. Hai đánh thủ môn. Wow, pha lên banh không thành công. Một bàn thắng của đội bạn. 4-3. Dứt banh. Quỳnh Mi Lai lấy được banh không? Không được. Không vào. Một pha hụt chân của cầu thủ đội bạn ngay trên vạch vôi. Không có bàn thắng cho Hoàng FC. Đinh Thành và nhát sút rất tốt của Đinh Thành. 1-1. Double step over, đóng người rất hay của Quỳnh Mi Lai. Đinh Thành một cú sút.
Khánh Bèo, tỷ đè rất tốt, một pha dứt điểm ngay của Khánh Bèo. Và cắt bóng rất nhanh của Đinh Thần, đội bạn đã kịp qua được. Vẫn còn một pha slide rất tốt của Bé Chi. Khánh Bèo, Quỳnh Minh Lai lên bắn rất nhanh, chuyền ngang, pha dứt điểm của Khánh Bèo, tiếc bóng đi hơi nhẹ và trúng ngay thủ môn. Phản công ngược của đội bạn Đinh Thành lấy được banh rồi. Milai đột phá. Khánh Bèo, pha dứt điểm của Tài Ca trúng ngay thủ môn. Vẫn còn Đinh Thành, một cú sút nữa. Tiếp tục pha chích mũi của Đinh Thành qua hãng thủ môn. Quá hay, Đinh Thành hat trick cho Đinh Thành. 4-0. Pha chích mũi rất mạnh của Đinh Thành. Tổ 3 đã vào lại rồi. Wow, pha dứt điểm rất tốt của cầu thủ số 3 rồi bạn. Tổ 3 của Lễ Minh FC không phải là một tổ đấu mạnh, nhưng mà Lách Bèo và Kim Messi vẫn đưa vào cho đá liên tục là để thử nghiệm và tập dượt, nên sẽ thi đấu không thực sự hoàn hảo. Mình bắt buộc phải đưa vào thử nghiệm, nếu mà không vào thi đấu thì không thể nào phát triển được kỹ năng, sẽ không giúp cho các cầu thủ trẻ cọ sát được, nên bắt buộc phải đưa vào đá liên tục. Và tổ 3 này có hai bàn thua liên tục tại hiệp 1 để cho đội bạn gỡ 2-2. Wow, pha chuyền ngang rất nguy hiểm của Hoàng Quân. Pha phản cản phá rất tốt của Bé Chí. Hai pha dứt điểm liên tục nhưng vẫn không có bàn thắng cho các cầu thủ của đội bạn Hòa FC. Và dứt điểm 4-3. Wow, pha dứt điểm rất tốt của đội bạn. Tiếp bóng lại bay hơi cao. Ngọc Lành, Hoàng Quân vượt từ rất tốt. Chia hơi ra Hoàng Quân dứt banh không thành công. Tỷ số vẫn là 4-0. Ngọc Lành, Kiến Hà Gia cắt banh không thành công. Và dứt điểm ngay, góc hẹp. Phản công, bán hai. Trường Sơn vẫn còn. Hoàng Quân, Trường Sơn pha dứt điểm chân trái, một bàn thắng của Trường Sơn. Một cú sút chân trái rất lạnh lùng. 5-4. Tổ 1 đã vào lại. Phía cuối đi đè rất tốt, lấy được banh rồi. 13 trả về, pha dứt điểm chân trái. Chia hai ra rất nhẹ nhàng. Phía cuối một pha chọt háng của phía cuối. 13 chân trái không vào, pha dứt điểm rất hiểm của 13. Cú sút có vẻ hơi nhẹ. Phản công cho Hoàng FC.
pha dứt điểm ngay, chúng vào thủ môn Bé Chí. Hết giờ, kết thúc trận thi đấu giao hữu giữa Lê Minh FC và Hoàng FC, tỷ số là 5-4 nhưng về Lê Minh. Rồi, ok, vậy là xong trận giao hữu nha. Mọi người thấy trận này có hay không? Hay thì nhớ like và đừng quên subscribe channel YouTube của mình. Sắp tới Lê Minh FC sẽ xuống Cần Thơ thi đấu thì mình sẽ quay lại toàn bộ các trận đấu của Lê Minh FC ở giải Cần Thơ đây, và hẹn anh em user của kênh Thi Ra Soccer dưới Cần Thơ nha. Rồi, mình Phạm Thi, chào, gặp lại.